Phạm Trọng Phương là một đối tượng bất hảo trú ở thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Sau đua đòi theo bạn xấu, Phương bập vào ma túy từ sớm. Khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2019, Phương đi xe buýt xuống bến xe Vinh mua ma túy về sử dụng. Với số tiền 3 triệu đồng, Phương mua được nhiều viên ma túy tổng hợp rồi lại bắt xe buýt về nhà, giấu ma túy trong chuồng gà sử dụng dần. Khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 4, Phương thuê xe ô tô xuống chơi nhà bạn ở thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu. Trên đường về, do vi phạm chạy xe quá tốc độ nên Phương bị tổ tuần tra cảnh sát giao thông 17 yêu cầu dừng xe. Từ đây, cảnh sát phát hiện Phương sử dụng ma túy, cất giấu ma túy tại nhà. Khám xét nơi ở của Phương, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ 19,214 gam thuốc lắc và 4,179 gam ma túy đá. Phạm Trọng Phương sau đó bị Tòa án Nhân dân huyện Đô Lương xử phạt 6 năm tù. Từ ngày Phương bị bắt, người vợ cũng bỏ lại 3 con nhỏ, âm thầm bỏ nhà đi. Tại phiên tòa sơ thẩm vừa diễn ra, gặp lại cậu con trai mới 7 tháng tuổi, Phương khóc nức nở, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm về nhà chăm sóc con nhỏ, làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, xét hành vi của Phương, tòa đã bác đơn kháng cáo, y án 6 năm tù giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.